Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ nói về tử vi tuổi Kỷ Mão năm 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ. Tử vi tuổi Kỷ Mão 2020, Phong Thủy May Mắn cảnh báo con giáp này cần cẩn thận với họa thị phi, họa đào hoa dữ do thái tuế gây nên. Tuy nhiên thì bạn cũng đừng quá lo lắng bởi công danh tài lộc khá là vượng, chuyện tình cảm thì cũng không phải không có cách giải quyết. Để nghênh đón thái tuế năm 2020 Canh Tý, Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn thái tuế phù là bùa may mắn cho các bạn tuổi Mão trong năm 2020. Anh chị hãy liên hệ trực tiếp với chương trình để nhận được món quà này nhé. Còn ngay sau đây, Phong Thủy May Mắn sẽ phân tích về tuổi Kỷ Mão trong năm 2020 Canh Tý. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Thành Đầu Thổ, có ngày sinh từ 16 tháng 2 năm 1999 đến ngày 4 tháng 2 năm 2000. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xét đến nam mệnh. Về tài lộc, xem vận trình tài lộc của tuổi Kỷ Mão năm 2020, thái tuế Tý Thủy còn là sao trợ về tài lộc. Trong năm này, bản mệnh có tài vận không tồi, dễ có sự tăng tiến về lương thưởng, các mức đãi ngộ cũng nhiều cải thiện, được hỗ trợ thêm từ chính sách. Con giáp này dễ gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Quý nhân ở đây là nữ mệnh, khả năng cao là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà. Nhờ sự hỗ trợ của quý nhân mà tuổi Mão sẽ đạt được những bước tiến không nhỏ trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Song cũng có thể thấy con giáp này sẽ có thêm thu nhập phụ từ chính công việc của mình khi mà vị trí bạn đang nắm giữ được hưởng thêm hoa hồng từ nhiều phía. Tuy nhiên thì tiền này cũng ẩn chứa không ít hậu họa phía sau. Nếu không thấy an tâm thì nên tìm cách để từ chối khéo léo là hơn. Bản thân bạn phải chú ý và cân nhắc, tránh để cho phát tài hôm trước, hôm sau họa ập tới. Để cho công việc kinh doanh của bạn được hanh thông hơn, hãy thử dụng mặt dây thập nhị bát bảo. Thập nhị thần bát bảo là vật phẩm phong thủy được thiết kế bằng bạc 925. Mặt trước là bát bảo tượng trưng cho 8 bảo vật quý của nhà Phật, dùng để tăng phúc đức, kỵ tà, đem lại may mắn. Mặt sau của thập nhị thần bát bảo là hình tượng của thập nhị địa chi 12 con giáp, trong cùng là âm dương bát quái, có tác dụng chiêu quý nhân từ 12 phương vị, giúp cho bạn có công việc hanh thông, lộc tài thăng tiến. Còn xét về tình cảm, tuổi Mão bước vào năm Canh Tý 2020, thái tuế trợ đào hoa, hồng loan cát tinh nhập mệnh mang tới nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Canh Kim lộ xuất chính quan, đây còn được xem là sao đào hoa của nữ mệnh. Chính vì thế mà bản mệnh trong năm đào hoa vận cực kỳ vượng, dễ gặp được đào hoa, tin vui tới tấp báo về. Con giáp này dễ gặp được đối phương là người thông minh lanh lợi, cũng giỏi giang và có năng lực, là người điềm tĩnh và thực tế, nhưng khá tâm lý và biết cách quan tâm đến người khác phái, ngoại hình và khí chất đều không tồi. Song tuổi Kỷ Mão nên lưu ý rằng đào hoa trong năm của bạn là hàm trì đào hoa, tức là một dạng đào hoa lộ thủy, dễ có được nhưng cũng dễ mất đi. Nói một cách đơn giản hơn thì đó là thứ tình cảm dễ dàng có được nên chúng ta khó mà biết trân trọng. Giữ gìn trong tay mình có thể chỉ là cơn mơ thoáng qua, nhưng chưa kịp hạnh phúc đã phải nói lời tạm biệt. Với người đã có đôi có cặp thì đây có thể là một dấu hiệu bạn dễ bị vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng như là tình công sở, tình một đêm. Nếu không cẩn thận thì bạn có thể sa ngã và đưa hạnh phúc gia đình mình đến bờ vực tan vỡ. Với các cặp đôi thì cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Đừng tính toán thiệt hơn với người mình yêu, bởi có khi bạn chưa được lợi thì đã phải chịu thiệt thòi lớn. Đào hoa là tài tinh, là nhân duyên, nó là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Với những người chưa lập gia đình thì để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái thì nên thỉnh khổng tước phỉ thúy. Khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu về nhân duyên, nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công, được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Với những người đã lập gia đình thì để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch, linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc là kiềm cỗ đảo để hóa giải. Còn xét về sức khỏe, tử vi 2020 của tuổi Kỷ Mão cho thấy con giáp này sức khỏe chịu ảnh hưởng của cục diện hình thái tuế nên không được tốt cho lắm. Bệnh tật luôn rình rập để bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là
là bệnh về gan, thận, tim mạch do phải chịu áp lực lớn trong công việc. Con giáp này còn có thể mắc bệnh về khớp nếu môi trường sống là nơi âm u, ẩm ướt hoặc là trước đó sinh hoạt lâu ngày trong môi trường ấy. Tới năm 2020 thì con giáp này sẽ phát bệnh, thậm chí còn phải chịu đau đớn nhiều hơn nữa. Tuổi Kỷ Mão nên lưu ý hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm bởi bạn dễ bị thương vì nguy hiểm tiềm ẩn phía sau. Nên tránh uống quá nhiều rượu bia, bạn có thể sẽ phải chịu hậu quả nặng nề nếu không biết quý trọng bản thân. Để hạn chế bớt phần nào về sự hao tổn, suy giảm sức khỏe, các bạn tuổi Kỷ Mão hãy thỉnh bác bảo tâm kinh để đem lại bình an sức khỏe trong năm 2020. Thứ hai, chúng ta cùng xét đến nữ mệnh. Xét về phương diện cuộc sống gia đạo, đối với nữ sinh năm 1999 đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng không được tốt, có sự buồn phiền. Còn đối với nữ Kỷ Mão đơn thân thì trong năm 2020 tuy có tình cảm nhưng để tiến tới hôn nhân thì đây lại là một năm bất lợi và gặp nhiều sự phiền muộn. Còn về sức khỏe, trong năm 2020, cung đặt mệnh tử vi tuổi Kỷ Mão nữ mạng năm 2020 có các sao Long Đức, Mộc Dục, Đà La, Triệt. Đây là bộ sao chủ về công ăn việc làm bình thường, sức khỏe thì yếu kém. Về sức khỏe, quý cô lưu ý tuyệt đối về tâm bệnh do suy nghĩ nhiều mà sinh ra bệnh tật. Còn phương diện làm ăn sự nghiệp, công việc làm ăn không được tốt, gặp nhiều điều trở ngại và khó khăn trong công việc. Cung nhị hợp tử vi tuổi Kỷ Mão năm 2020, nữ mạng có các sao Thiên Việt, Thiên Phúc, Thanh Long, Quan Đới, Tuế Phá, Thiên Hư, Thiên Khốc, Triệt. Đây là bộ sao chủ về có người phá hoại trong công việc làm ăn và sinh ra sự buồn phiền. Cung tam hợp tử vi tuổi Kỷ Mão 2020, nữ mạng có các sao Thiên Quan, Lưu Niên, Văn Tinh, Tuyệt, Đại Hao, Trực Phù, Tấu Thư, Thiếu Âm, Hồng Loan, Suy. Đây là bộ sao chủ về tiền bạc tiêu pha nhiều, sức khỏe yếu kém và có sự thay đổi trong công việc. Tài lộc của quý cô Kỷ Mão. Cung xung chiếu tử vi Kỷ Mão 2020, nữ mạng có các sao Thiếu Dương, Đường Phù, Hỷ Thần, Thiên Không, Tử. Đây là bộ sao về ra ngoài có làm ăn. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài làm ăn có người giúp đỡ. Tuy nhiên thì khi đầu tư tiền bạc thì phải cẩn thận. Tiền bạc làm ra ít, đầu tư vào công việc gia đình con cái thì nhiều. Về ngoại giao thì bị hạn chế do tình cảm vợ chồng và trong cuộc sống. Sau đây sẽ là tổng quan tử vi tháng của tuổi Kỷ Mão năm 2020. Tử vi tháng 1 âm lịch. Trong tháng đầu tiên năm Canh Tý, tuổi Kỷ Mão sẽ gặp phải đủ chuyện rắc rối ngoài ý muốn, nhất là trong công việc và tình cảm. Áp lực đến từ nhiều phía, sai lầm nối tiếp sai lầm, thất bại càng thêm chồng chất khiến cho con giáp này muốn gục ngã. Trong công việc thì những ý tưởng hay là dự án, kế hoạch mà con giáp này bất công chuẩn bị và đưa ra. Trong công việc những ý tưởng hay là dự án, kế hoạch mà con giáp này cất công chuẩn bị đưa ra đều bị cấp trên phủ quyết, bị đồng nghiệp lại chê bai. Bản mệnh vừa thất vọng với bản thân mình, vừa nóng lòng muốn thể hiện bản thân không quá mức kém cỏi, dục tốc bất đạt, càng dễ mắc phải những sai lầm không đáng có. Trong trường hợp này thì tuổi Kỷ Mão cần phải giữ bình tĩnh, học cách kiềm chế cảm xúc để đưa ra những quyết định đúng đắn hơn, từng bước bồi dưỡng thêm kiến thức và hoàn thiện bản thân. Thua keo này thì ta bày keo khác, đừng vội vàng bỏ cuộc. Về phương diện tình cảm, tuổi Mão có thể sẽ phải đối mặt với sự phá hoại của kẻ thứ ba. Trong trường hợp xấu nhất, con giáp này nên học cách buông tay, chấp nhận sự thật rằng bất cứ chuyện gì thì cũng có thể xảy ra. Đừng cố ép bản thân phải chịu đựng, có thể chia sẻ với người thân thiết để có thể nhẹ lòng hơn. Tử vi tháng 2 âm lịch. Vào tháng 2 âm, tuổi Kỷ Mão vẫn chưa đạt được bước nhảy vọt đáng kể trong sự nghiệp, trong khi đó thì sức khỏe lại không được tốt, dễ mắc bệnh tật, ốm đau. Xét về đường công danh sự nghiệp của con giáp này trong tháng 2 âm thì bản mệnh vẫn bị nhiều khó khăn cản trở, không phát huy được hết năng lực của mình. Những mục tiêu không được hoàn thành đúng thời hạn đề ra có thể dần đánh mất lòng tin của cấp trên và khách hàng. Bản mệnh đừng thấy thế mà cuống quýt mất bình tĩnh, càng những lúc như thế này thì càng phải bình tâm để giữ cho đầu óc sáng suốt, nên tìm hiểu xem nguyên nhân bắt nguồn từ đâu mà tìm cách chỉnh lại cho hiệu quả hơn. Sức khỏe của tuổi Kỷ Mão tháng này thì không tốt, mệnh chủ dễ bị thương, ngoài ra có thể bị bỏng, cọ sát khi dùng nước hay là lửa, cần đặc biệt cẩn thận để tránh những tổn thương không đáng có. Tử vi tháng 3 âm lịch. Tử vi tháng 3 âm lịch của tuổi Kỷ Mão cho thấy sự nghiệp của con giáp này đã dần có những chuyển biến tốt hơn, tuy nhiên thì đường tình duyên vẫn trì trệ như cũ, chưa có dấu hiệu khả quan hơn. Công việc bộn bề lo toan, con giáp này chịu áp lực từ nhiều phía nhưng biết cách hài hòa, tự cân bằng được cảm xúc cũng
giảm bớt được những khó khăn đang bủa vây xung quanh mà hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Thời gian này thì có nhiều cơ hội cho bạn thể hiện mình, khiến cho tuổi Mão trở nên nổi bật hơn hẳn so với những người khác. Song đừng vì thế mà tự cao tự đại, bản mệnh phải học cách cẩn trọng và thực tế hơn trong những hành động của mình, đừng thấy lợi mà ngã lòng. Về đường tình duyên, tuổi này vẫn chưa tìm được điểm đột phá, thậm chí là còn có những dấu hiệu tụt lùi. Mối quan hệ giữa bạn với người ấy dễ vì hiểu lầm, mâu thuẫn mà ngày càng khoảng cách giữa hai người càng lớn, tình cảm cũng nhạt phai. Nếu bạn còn muốn níu giữ tình yêu ấy thì nên nhanh chóng tìm biện pháp để hòa giải, để những hiểu lầm vô căn cứ giết chết tình yêu, cướp mất hạnh phúc mình đang có trong tay. Tử vi tháng 4 âm lịch, tài vận của tuổi Kỷ Mão trong tháng 4 âm lịch sẽ bắt đầu chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Con giáp này cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về các vấn đề sức khỏe. Về công việc thì bản mệnh vẫn chưa đạt được mục tiêu dự kiến, vì thế mà nguồn thu lương thưởng cũng bị giảm hẳn. Thu nhập chẳng có là bao, chỉ đủ chi tiêu những khoản sinh hoạt phí bắt buộc, cuộc sống thì bế tắc. Thêm nữa, dù không mắc bệnh gì nghiêm trọng nhưng khả năng bị ngã, bị thương do va đập cọ sát của con giáp này khá cao. Đi đường hay là làm gì thì cũng nên chú ý cẩn thận, vừa để giữ sức khỏe tốt, vừa tiết kiệm được một khoản chi cho bệnh viện. Tử vi tháng 5 âm lịch. Trong tháng 5 âm lịch, tuổi Kỷ Mão gặp phải không ít khó khăn trong công việc cũng như là chuyện tình cảm, vận trình biến động khá lớn. Con giáp này thường phải đối mặt và xử lý những sự cố bất ngờ phát sinh trong công việc, bị khách hàng cố ý làm khó dễ, bị tiểu nhân giấu mặt chế xấu. Nếu không học được cách bình tĩnh và kiềm chế thì dễ mắc phải sai lầm. Bản mệnh nên bình tâm để phân tích kỹ càng mọi vấn đề, đồng thời dựa vào đó để tìm ra phương án xử lý hiệu quả, kịp thời báo cáo lên cấp trên để xin sự trợ giúp. Trong tháng 5 này thì bản mệnh khó có thể tìm thấy được tình yêu, càng khó có thể thoát được kiếp độc thân. Người có đôi thì thậm chí còn đứng trước nguy cơ chia tay, vận trình tình cảm càng ngày càng trở nên ảm đạm, không có gì khởi sắc. Tử vi tháng 6 âm lịch. Tử vi tháng 6 âm lịch thể hiện sự tụt dốc trên con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mão. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập trong tháng của bản mệnh. Khoảng thời gian này thì bản mệnh dễ gặp nhiều sự cố bất ngờ phát sinh. Khi xử lý vấn đề có thể nóng vội hay là chưa có kinh nghiệm nhiều mà con giáp này dễ mắc phải sai lầm trong tiểu tiết dẫn đến những hậu quả không mong muốn, vì thế mà bị khách hàng chỉ trích, cấp trên thì khiển trách. Bản mệnh cần dồn sức tập trung hơn cho công việc, đừng nghĩ rằng những chi tiết nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục. Những lỗi sai dù là nhỏ nhưng góp lại cũng thành cả một vấn đề lớn, đừng bao giờ mắc lại cùng một lỗi. Về phương diện tài lộc, sai sót nhầm lẫn trong công việc nên bản mệnh dễ bị thiệt hại về tiền do phải đền bù tổn thất. Thu nhập thì cũng phần nào bị giảm sút khi các khoản lương thưởng bị cắt bớt, bản mệnh nên cân đối chi tiêu để tránh thiếu trước hụt sau. Tử vi tháng 7 2020 âm lịch, bước qua tháng 7 âm, tháng cô hồn, đường tình duyên của tuổi Kỷ Mão cực kỳ ảm đạm, còn sức khỏe thì cũng khá là tệ, chẳng thấy sáng sủa chút nào đáng vui mừng. Người tuổi này thì nếu đã kết hôn thì thường xảy ra mâu thuẫn với nửa kia của mình do những áp lực trong cuộc sống và cả bất đồng trong chuyện nuôi dạy con cái nữa. Thậm chí một số trường hợp có thể còn xảy ra tình trạng bạo hành dẫn đến hậu quả khôn lường. Dù vấn đề lớn hay là nhỏ, nghiêm trọng hay là không quá nghiêm trọng thì hãy bình tĩnh, ngồi lại với nhau để nói chuyện, bàn bạc và tìm ra cách giải quyết thay vì động chân, động tay như vậy. Tránh để lại bóng ma tâm lý với trẻ nhỏ. Về phương diện sức khỏe thì con giáp này khi ra ngoài nên chú ý an toàn, nhất là khi tham gia giao thông, để tránh bị tai nạn bất ngờ gây ra những tổn thương lớn đối với sức khỏe sau này. Tử vi tháng 8 âm lịch. Người tuổi Mão tháng 8 này không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc, bản mệnh có thu nhập tăng tiến bất ngờ, sự nghiệp cũng đang dần hồi sinh, mang về những tin vui nối tiếp nhau. Người làm đầu tư kinh doanh thì buôn bán bất động sản hay là chơi cổ phiếu thì trong tháng này hoàn toàn có thể tin vào mắt mình, tin tưởng vào sự nhạy bén của bản thân mà kiếm được một khoản tiền lớn. Bản mệnh có thể mở rộng quy mô kinh doanh sang lĩnh vực mới, tìm cách thu hút lượng khách hàng mới, từ đó thu về lợi nhuận ở mức tốt hơn. Nói chung thì dù có làm gì thì nói chung dù có làm công ăn lương hay là làm kinh doanh thì tài vận của tuổi Kỷ Mão trong tháng 8 âm đều khá là lý tưởng, không cần phải lo lắng quá nhiều. Trong công việc, bản mệnh cũng gặt hái được không ít thành công, nên lưu ý dành thêm thời gian cho các mối quan hệ xã giao, giữ hòa khí với đồng nghiệp để dễ dàng hợp tác làm việc trong tương lai. Còn tử vi tháng 9 2020 âm lịch, trong tháng 9 âm lịch, tuổi Kỷ Mão sẽ đón nhiều tin mừng về tình cảm, sức khỏe cũng tốt hơn trước giờ.
rất nhiều. Đào hoa nở rộ, người độc thân nên tận dụng thời cơ này để tìm người tâm đầu ý hợp với mình. Gặp đúng duyên trời định thì chỉ sau một thời gian tìm hiểu là có thể tiến tới mối quan hệ sâu sắc hơn, sớm về chung một nhà. Về phương diện sức khỏe thì tuổi Kỷ Mão không gặp phải bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng cần phải chú ý đến chất lượng giấc ngủ, nên sắp xếp công việc đúng giờ để nghỉ ngơi, đừng ham vui mà thức khuya xem phim, đọc truyện, vừa ảnh hưởng đến da vừa khiến cho tinh thần căng thẳng và mệt mỏi. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tháng 10 này sự nghiệp của tuổi Kỷ Mão có những chuyển biến theo hướng tích cực, còn tình duyên thì vẫn đang tiếp tục trên đà tăng tiến. Xét về công việc thì tuổi Kỷ Mão hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của bản thân mình mà hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, mang về thành công cùng với lợi nhuận khổng lồ cho công ty. Nhờ thế mà con giáp này sẽ giành được cơ hội quý báu để tăng lương thăng chức. Về đường tình duyên thì dù là người đang yêu hay là đã kết hôn thì cũng sẽ đều cảm nhận được sự tăng nhiệt trong mối quan hệ của mình. Đôi bên càng ngày càng hiểu nhau hơn, dù có xảy ra tranh cãi thì cũng nhanh chóng làm lành như cũ, cuộc sống gia đình ấm áp hòa hợp. Tử vi tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm Canh Tý của tuổi Kỷ Mão, con giáp này sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tin không mấy may mắn về công việc và tài lộc, ngay cả sức khỏe cũng nảy sinh vấn đề. Đường công danh sự nghiệp sa sút trông thấy, người làm trong ngành dịch vụ tháng này gì dễ mắc phải sai lầm, phải chịu sự chút giận của khách hàng cấp trên. Lỗi lầm thuộc về ai thì chưa cần biết, nhưng con giáp này cần phải có thái độ phù hợp để xoa dịu cơn giận dữ của mọi người. Sau đó thì hãy dùng hành động của mình để sửa sai ngay lập tức. Đừng câu nệ chuyện sĩ diện, bởi bạn có thể làm cho công ty mất đi lượng khách hàng bởi những sai lầm của mình. Đồng thời, bản thân con giáp cũng sẽ phải chịu tổn thất khi thu nhập trong tháng giảm sút rõ rệt. Sức khỏe của tuổi Kỷ Mão tháng 11 này không được tốt lắm, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm theo mùa, bị cảm cúm, đau đầu thường xuyên, nên dành thời gian để tăng cường luyện tập thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng cho mình. Tử vi tháng 12 âm lịch, tháng chạp năm 2020, vận trình của tuổi Kỷ Mão, mọi mặt đều không được như ý muốn, bóng đêm bao trùm, hung vận bủa vây, con giáp này khó lòng đạt được ý nguyện của mình. Trong công việc thì bản mệnh làm việc thiếu hiệu quả, thường không hoàn thành công việc đúng tiến độ đề ra, khiến cho tiến độ dự án bị trì trệ, nhận nhiều lời phê bình nghi ngờ từ phía trên. Con giáp này thì cũng vì thế càng trở nên tự ti, thiếu nhiệt tình về công việc. Trong cuộc sống hàng ngày, con giáp này không kiểm soát được cảm xúc của mình mà dễ gây đổ vỡ với mọi người. Bạn dễ dàng bùng nổ, tức giận với bạn bè, người thân, người yêu của mình, không quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Tâm lý xảy ra nhiều biến động áp lực thì căng thẳng đè nặng. Nếu không nhanh chóng tìm cách giải tỏa áp lực cho mình thì con giáp này sẽ càng mắc thêm nhiều sai lầm và đắc tội với mọi người, mất đi chỗ dựa về tình cảm. Tóm lại thì người tuổi Kỷ Mão trong năm Canh Tý có nhiều may mắn ùa tới. Con giáp này có khả năng tập trung tiếp thu kiến thức mới khá là nhanh, thành tích học tập thì cũng khá là lý tưởng. Trong năm nên dành thời gian rảnh rỗi để tham gia thêm các hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao để phát triển thêm nhiều năng lực tiềm ẩn, tạo điều kiện cho sự nghiệp sau này. Nếu con giáp này đã đi làm thì cần phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình, đừng giữ tính trẻ con mà mang cảm xúc cá nhân vào trong công việc. Cần tránh nảy sinh xung đột, mâu thuẫn với người khác, nên học cách dĩ hòa vi quý, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người. Đừng nóng nảy, hấp tấp mà hỏng chuyện. Trong năm Canh Tý thì tuổi Mão tình duyên bất ổn, có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu chưa thực sự thấy rung động thì đừng vội vàng bước chân vào một mối quan hệ mới. Cần phải suy nghĩ cân nhắc kỹ càng mọi chuyện, nên quan sát để đánh giá cho chính xác. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Xem tổng quan tử vi 2020 của tuổi Kỷ Mão, bản mệnh trong năm đạt được nhiều cơ hội thành công trong việc làm ăn kinh doanh, chuyện tình cảm thì cũng càng ngày càng thăng hoa rực rỡ. Để độ trợ cho tuổi Mão nhiều hơn, mọi việc dễ dàng thịnh vượng. Trong năm nay thì bạn hãy thỉnh vòng tam hợp hoặc dây bắt vào tâm kinh để mọi chuyện được suôn sẻ may mắn. Có điều con giáp này, sức khỏe trong năm Canh Tý không được tốt cho lắm. Đường công danh sự nghiệp tuy cũng có phần tăng tiến nhưng phát triển không được bền vững, dễ gặp phải trục trặc trong phúc có họa. Phong thủy cửu tinh phi tinh 2020. Phong thủy cửu cung phi tinh 2020 cho thấy cung chính bắc trong nhà năm nay sẽ ảnh hưởng nhiều đến những chuyện liên quan đến thị phi, rắc rối trong công việc, gia chủ nên đặc biệt lưu tâm. Ở vị trí này trong nhà, năm nay kiêng kỵ tiến hành sửa chữa hay là động thổ, cũng không nên dùng đồ màu xanh lam, xanh lá, nếu không có thể sẽ hút vận tiểu nhân, mang tới những chuyện thị phi thất thiệt, sự nghiệp khó bề tiến bước.
Sao lục bạch chủ về hoạch tài quý nhân trong năm 2020 sẽ bay vào phương Đông Nam. Người tuổi Mão muốn có người đưa tay giúp đỡ thì nên lưu ý tới phương vị này trong nhà. Nên giữ cho nhà cửa ở vị trí này được thông thoáng, tránh để đồ đạc bừa bãi khiến cho các luồng khí bị tắc nghẽn, khiến cho quý nhân muốn giúp mà cũng lực bất tòng tâm. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Kỷ Mão Thái Tuế Phù làm búa may mắn cho mình. Để nhận quà các bạn hãy liên hệ với chương trình nhé. Vừa rồi, Phong Thủy May Mắn vừa tổng hợp và luận giải về tử vi tuổi Kỷ Mão 2020. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để Phong Thủy May Mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.